Thưa quý vị và các bạn, huyện Hòa An vốn là vùng trọng điểm lúa, thuốc lá, sản xuất rau xanh, đã cho thu nhập trên 30 triệu một hecta một năm. Mấy năm gần đây, huyện tiếp tục khai thác lợi thế từng vùng để phát triển trồng rừng sản xuất. Sau 4 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đã hình thành và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn năm 2016-2020 đạt trên 61 triệu đồng một hecta, hình thành nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao. Diện mạo ở nông thôn đã đổi thay, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Đó là nhờ khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế nông lâm nghiệp của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hòa An là huyện trung tâm của tỉnh Cao Bằng có diện tích tự nhiên hơn 60.000 km2, bao gồm 14 xã, 1 thị trấn, 153 xóm, tổ dân phố, trong đó có 10 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Sau 4 năm triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tại Hòa An đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, giá trị kinh tế cao. Điển hình là cây thuốc lá với 1.600 hecta trồng đại trà trở thành vùng nguyên liệu tại 13 xã thị trấn. Năng suất đạt 25,44% tạ một hecta, đạt 94% kế hoạch. Sản lượng đạt hơn 4.000 tấn, đạt 99% kế hoạch. Đây là giống mới có năng suất cao do các nhà đầu tư cấp, chủ yếu là các giống GL7, GL6, TL16, C91 đã được khảo nghiệm trên địa bàn cho năng suất chất lượng tốt và khả năng chống chịu sâu bệnh cao. Nhiệm vụ năm 2020-2021, mục tiêu phấn đấu trồng thuốc lá chất lượng cao là 50% tổng diện tích. Qua kết quả kiểm tra thực tế, các xã thị trấn đã đầu tư trồng hơn 600 ha thuốc lá chất lượng cao, đạt 45% tổng diện tích trồng thuốc lá trên toàn huyện, tập trung tại các xã Nam Tuấn, Đức Long, Dân Chủ, Đại Tiến. Tuy nhiên, tại một số xã, việc quy hoạch vùng thuốc lá chất lượng cao còn gặp nhiều khó khăn do đầu tư ít, một số hộ không sử dụng giống, phân bón do doanh nghiệp cấp, tỷ lệ trồng thuốc lá chất lượng cao chưa được nhân rộng đại trà. Thành công của mô hình sản xuất thuốc lá trên địa bàn Hòa An nói riêng, toàn tỉnh nói chung là hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp, công ty với hội nông dân, chấm dứt tình trạng sản xuất tự cung tự cấp, bởi khi tham gia chuỗi liên kết, các hộ được công ty cung ứng con giống, vật tư, thuốc phòng dịch và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trong quá trình sản xuất bao tiêu sản phẩm. Quá trình tổ chức sản xuất được doanh nghiệp và người dân thống nhất cam kết thực hiện theo đúng quy trình. Đối với doanh nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng liên kết các nhà hỗ trợ đầu vào và thu mua sản phẩm cho nông dân, tuyên truyền từng bước tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản. Nhà nước có vai trò quan trọng để tạo ra hành lang pháp lý phù hợp, đảm bảo cho sự liên kết giữa các nhà với lợi ích hài hòa hiệu quả giữa các bên. Nhiệm kỳ năm 2020-2025, Đảng bộ huyện Hòa An đề ra phương hướng gồm 18 chỉ tiêu để phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp thông minh, tập trung vào khâu tổ chức sản xuất, trong đó chú trọng tái cơ cấu lao động nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, gắn với liên kết giữa bốn nhà, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với bao tiêu nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm. Sau nhiều năm chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi, huyện tập trung vào xây dựng vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh chuyển đổi các loại cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng thấp sang các loại cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao, phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực. Ủy ban dân huyện cũng đã chỉ đạo các ủy ban nhân dân các xã thị trấn, rồi là các doanh nghiệp, công ty đầu tư thuốc lá cũng như là các cơ quan chức năng liên quan để thực hiện một số nội dung sau. Thứ nhất là đối với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thì cần phải tuyên truyền, phải vận động các hộ dân trồng thuốc lá phải thực hiện nghiêm túc các hợp đồng đã ký kết với các nhà đầu tư trồng thuốc lá và chỉ thực hiện bán thuốc lá cho các nhà đầu tư, phải phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát cái hoạt động thu mua ở trên địa bàn, đảm bảo theo đúng cái sản lượng đã được giao. Còn đối với các doanh nghiệp, công ty đầu tư thu mua thuốc lá trên địa bàn thì phải phối hợp tốt với chính quyền địa phương để thu mua thuốc lá đối với người dân theo hợp đồng đã ký kết.
Đồng thời với đó thì thực hiện tốt cái quy định về công bố cũng như là niêm yết công khai cái giá bán cũng như là địa điểm thu mua đến từng hộ dân để tạo cho cái sự quản lý tốt đối với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra giám sát công tác thu mua trên địa bàn. Lợi thế của cánh đồng Hòa An có sông Bằng chảy qua, hầu hết các xã hệ thống mương thủy lợi đã được kiên cố, cơ bản chủ động nguồn nước tưới tiêu cho các loại cây trồng, đồng thời cách trung tâm thành phố không xa, thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm. Hàng năm, huyện duy trì luân canh trên 200 ha rau xanh các loại, trong đó 20 ha đất chuyên canh trồng các loại rau màu tại các xã Hoàng Tung, Hồng Việt, thị trấn Nước Hai. Xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân theo phương thức nông sản sạch đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, liên kết theo chuỗi giá trị. Mô hình khoai tây tại thị trấn Nước Hai theo quy trình kỹ thuật và đảm bảo đạt chất lượng, năng suất đạt 25 đến 30 tấn một hecta. Sau khi trừ chi phí, bà con nông dân thu lãi 20 triệu đồng một hecta. Mô hình luân canh khoai tây sen bí đỏ, tập trung phát triển mướp đắng, dưa chuột, khoai sọ, rau mùng. Hiện nay, diện tích đất trồng rau màu đã được quy hoạch và đang được triển khai thực hiện. Nông dân tham gia mô hình dự án được hỗ trợ giống cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc theo đúng quy trình, đạt tiêu chuẩn của sản phẩm rau an toàn. Các xã Hoàng Tung, Hồng Việt, Bình Long, thị trấn Nước Hai tập trung sản xuất chuyên canh phát triển các loại rau xanh, thu nhập trên diện tích đất đạt cao so với một số cây trồng khác, nhiều hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Các xã Hoàng Tung, Hồng Việt, Bình Long nhờ được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, nhân dân có cơ hội tăng gia sản xuất, doanh nghiệp thuận lợi cho việc cung ứng phân bón, giống, vận chuyển hàng hóa nông sản. Bằng các dự án triển khai xây dựng mô hình điểm, chính quyền địa phương luôn là vai trò kết nối với nhà đầu tư, đưa người dân đi tham quan học tập kinh nghiệm trồng các loại rau an toàn tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp truyền đạt về kỹ thuật, quy trình bón phân, ủ phân, tưới nước, thu hoạch, bảo quản để sản phẩm đạt tiêu chuẩn nông sản sạch, sản phẩm làm ra được cơ sở đầu tư bao tiêu. Bình quân mỗi ngày mô hình được tiêu thụ trên 100 kg sản phẩm, chủ yếu là dưa chuột, rau muống, bầu, bí. Khoai tây là cây trồng rất quen thuộc với bà con nông dân, tận dụng đất vụ 3, tăng hiệu quả sử dụng đất. Từ năm 2019 được triển khai trồng 26 ha tại Bình Long, Hồng Việt, Hoàng Tung, năng suất trung bình 17 tấn một ha, tổng sản lượng đạt trên 400 tấn. Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp VIGIA bao tiêu sản phẩm với giá 6.000 đồng một kg đã cho thu nhập mỗi vụ hàng trăm triệu đồng. Từ khi triển khai mô hình ứng dụng giống lúa thuần chất lượng cao dòng Japonica vào sản xuất gắn với định hướng thị trường tại Bế Triều cũ, đến nay huyện Hòa An có bước tiến mới trong sản xuất giống lúa mới. Do nhu cầu về chất lượng lương thực của người tiêu dùng ngày càng cao và áp lực về thiếu lương thực hiện nay không còn, cho nên nông dân huyện Hòa An chú trọng mở rộng sản xuất lúa chất lượng cao. Là một trong những địa phương có diện tích đất sản xuất lúa nhiều nhất của huyện, các xã Hồng Việt, Bình Long, Đức Long, Hoàng Tung, thị trấn Nước Hai đã và đang sản xuất các loại giống lúa chất lượng cao như lúa lai LI2099, đẻ nhánh nhiều, bông dài, hạt mẩy, đạt trên 100 hạt một bông. Thóc dài hơn hạt lúa khác, năng suất hơn hẳn so với mọi năm. Hạt gạo dài, ít bạc bụng, cơm mềm, ngon và thơm. Đến nay, nhiều hộ dân sử dụng giống Japonica, loại giống rất phù hợp với khí hậu, đất đai ở địa phương. Bình quân một bông lúa đạt trên 120 hạt, năng suất đạt trên 65 tạ một hecta. Qua hạch toán cho thấy, mô hình trồng lúa Japonica PC26 thử nghiệm trên cùng một diện tích đất canh tác với 1.000 m2 so với giống lúa khang dân, trừ các khoản chi phí sau khi thu hoạch có thể đạt cao hơn gần một nửa. Đặc biệt chất lượng gạo Japonica mềm dẻo, thơm ngon được thị trường ưa chuộng. Sau 3 năm triển khai, hiện giống lúa này đang được huyện Hòa An phát triển đại trà. Giống lúa thơm BT9 với đặc tính nổi trội về chống chịu sâu bệnh, chất lượng tốt và thời gian sinh trưởng ngắn được nông dân đưa vào sử dụng nhiều ở các xã Bình Long, Đức Long. Đây là giống lúa thuần chất lượng cao, được lựa chọn là một trong các giống trong chương trình sản phẩm quốc gia về lúa gạo, thích ứng rộng với nhiều vùng sinh thái. Để thực hiện hiệu quả chủ trương tập trung ruộng đất sản xuất lúa chất lượng cao, mở rộng liên kết và bao tiêu sản phẩm, huyện Hòa An đã chỉ đạo các xã thị trấn và ngành nông nghiệp tiếp tục đồng hành với người dân và doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh khi nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Trước hết, cần tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân hiểu, chấp hành nghiêm.
Cùng với đó, chú trọng sản xuất trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đi vào sản xuất để trở thành hạt nhân, vùng lõi, dẫn dắt các hộ dân khu vực cùng phát triển. Phát huy thế mạnh về phát triển kinh tế rừng, hàng năm các cấp ủy chính quyền huyện đã tăng cường chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển rừng cho các xã, đôn đốc hướng dẫn người dân trồng rừng theo kế hoạch, tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ người dân trồng rừng sản xuất. Tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn ngày càng tăng lên. Mặt khác, quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến phá rừng trái phép, mua bán vận chuyển động vật hoang dã, bảo vệ môi trường rừng, môi trường sinh thái thiên nhiên. Chú trọng phòng chống cháy rừng, đẩy mạnh quản lý các khu rừng tự nhiên theo đúng quy định. Trên địa bàn huyện Hòa An, hiện có tổng diện tích đất lâm nghiệp gần 50.000 ha, rừng tự nhiên trên 32.000 ha, rừng trồng gần 4.000 ha, rừng khoanh nuôi tái sinh trên 7,6 nghìn ha, diện tích đất có rừng trên 36 ha, trong đó rừng đặc dụng hơn 27 ha, rừng phòng hộ 15.188 ha, rừng sản xuất hơn 28.000 ha, trên 10.800 hộ dân trồng rừng. Tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 60%. Các xã Đức Long, Trương Lương, Dân Chủ, Nam Tuấn, Đại Tiến, Hồng Nam, Hồng Việt, Ngũ Lão, Bạch Đằng đều là vùng trọng điểm phát triển rừng để nâng cao thu nhập cho người dân. Xã Nam Tuấn có 2.394 ha rừng, trong đó có 1.800 ha rừng phòng hộ, số còn lại là diện tích rừng sản xuất. Đến nay, xã đã trồng được trên 300 ha rừng sản xuất, chủ yếu là các cây keo lai, thông và cây lát. Các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch trồng rừng theo đúng tiến độ, cung ứng các loại giống lâm nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra nguồn gốc xuất xứ các lô giống, cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn bà con kỹ thuật đóng bầu, chăm sóc và phổ biến tiêu chuẩn cây xuất vườn, tích cực khuyến cáo bà con lựa chọn các cơ sở sản xuất giống được cấp phép để mua cây giống, không mua giống cây trôi nổi không có nguồn gốc. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7 cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp do Chi cục Kiểm lâm quản lý. Trung bình hàng năm, các cơ sở sản xuất cung cấp trên 1,4 triệu cây giống phục vụ trồng rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Phần lớn các cơ sở đã tuân thủ đúng quy định của luật lâm nghiệp từ khâu nhập giống, xuất giống đều có nguồn gốc hóa đơn chứng từ và tuân thủ quy trình kỹ thuật về gieo ươm, đảo bầu, chăm sóc, xuất cây. Keo phát triển kinh tế phát triển rừng này, cây keo là tầm 6-7 năm là được thu hoạch rồi, mà cái giá trị của nó là thu hoạch là nó cao. Đấy. Thu hoạch nó cao nên là cái thời chu kỳ trồng 6-7 năm là thu hoạch là được thu hoạch. Thì phát triển cái keo đất đây nó phù hợp bình dưỡng là rất tốt. Đấy. Và cái cây quế thì sau này trồng cả quế cả cây mỡ, thì nói chung là cây quế sau này là bà con cái cành cái lá là cũng bán được, đến cái thân vỏ thì xuất khẩu nước ngoài, thế còn cái cây thì lại bán cho xưởng chế biến gỗ bóc, nên là nói chung là không bỏ được cái gì, thu hoạch được hết. Qua thực tiễn phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, bài học kinh nghiệm của Hòa An là tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và định hướng phát triển nền kinh tế phù hợp với từng vùng, tạo điều kiện tốt để thu hút các nhà đầu tư, kinh doanh, khuyến khích phát triển các dự án quy mô lớn, tạo điều kiện khởi nghiệp sáng tạo của các thành phần kinh tế, quan tâm phát triển giải quyết hài hòa lợi ích người dân và doanh nghiệp, xây dựng phát hiện nhân rộng những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động trong từng ngành, lĩnh vực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, ưu tiên đầu tư cho nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Hòa An đang nỗ lực triển khai toàn diện và đồng bộ nhiều giải pháp để phát huy hiệu quả thế mạnh của địa phương, phục vụ phát triển kinh tế, góp phần cùng với toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.